Bạn có ý định kinh doanh mỹ phẩm nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang kinh doanh mỹ phẩm nhưng gặp nhiều khó khăn, chưa đột phá về doanh số? Bạn học quá nhiều người nhưng hầu hết chỉ cho bạn những kiến thức chung chung, khiến bạn vẫn mập mờ, thiếu tính thực tế. Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, kinh doanh hãng nào, Hương CEO đều có thể giúp bạn những tuyệt chiêu bứt phá để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Chỉ với khóa học chốt sale diễn ra trong 2 ngày, không nói suông, hãy để những học viên đã từng trải nghiệm và áp dụng thành công từ các khóa học trước đó nói gì. Thì cách đây 2 năm mình là một phụ nữ rất là thụ động, tự ti, không bao giờ dám xuất hiện trước đám đông. Và đến bây giờ mình rất là hài lòng và rất là tự hào về công việc bán sản phẩm mình, là thật là như vậy. Và không chỉ riêng mình, thì mình nghĩ là nhiều chị em đại lý ngồi dưới này cũng đã làm được như mình. Và để làm được những điều đó thì có công rất lớn của người phụ nữ có tâm và có tầm. Xin mọi người hãy dành một tràng vỗ tay gửi lời tri ân đến Bốt Hương của chúng ta, và chúc cho Bốt Hương chúng ta có sức khỏe ngày càng để đưa cái thương hiệu của mình ngày một đi lên hơn nữa. Một cái duyên tình cờ lướt Facebook trên đã thấy hình ảnh của sếp Hương và bắt đầu theo dõi. Thì với sự chia sẻ rất là chân thật, rồi tận tình, một cái thật xuất phát từ một cái tâm của người phụ nữ thành đạt, thì cái điều đó sẽ là một cái điều mà nhanh đến với trái tim của chúng ta nhiều nhất. Và trái tim em đã chạm trái tim của sếp Hương ngay từ lúc đó. Em có lòng tin là em sẽ phát triển ở cái lĩnh vực này và sẽ đi theo sếp Hương đến chặng đường dài sắp tới nữa, và hy vọng rằng tất cả các chị em mình trong hệ thống sẽ nói rộng vòng tay lớn, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau để mình cùng phát triển hơn nữa. Và hy vọng rằng sếp Hương sẽ ngày càng chiếm lĩnh thị trường rộng hơn nữa, không những trong nước mà ra cả các nước lân cận nữa, để tụi em sẽ nói theo sếp Hương từng bước trưởng thành. Và em sẽ hy vọng rằng trong tương lai em sẽ trở thành một người phụ nữ thành đạt như sếp Hương. Trước đây thì mình rất là rụt rè, không biết là kinh doanh dược mỹ phẩm là như thế nào. Từ khi được Hương hướng dẫn đào tạo rất là kỹ thì bây giờ mình rất là tự tin trong cái lĩnh vực là bán hàng. Cảm thấy rất là yêu thích cái công việc này, và từ đó thì là mình có cái quyết định là mình kinh doanh thêm ngành mỹ phẩm, và mình đã bán hàng rất là tốt và mình độc lập về kinh tế và tự chủ, và mình cảm ơn Hương rất là nhiều. Khi mà gặp được chị Hương CEO, chị hướng dẫn tận tình nhiều dắt cho mình bước vào cái kinh doanh mỹ phẩm, thì thời gian gần đây mình bán và thu nhập rất là cao. Và ngoài mình ra thì trước đây chị Hương cũng đã dìu dắt cho rất là nhiều chị đại lý khác cũng đã kinh doanh cái mỹ phẩm này rất là tốt rồi. Và khi mà đi theo chị Hương thì chị Hương sẽ chỉ bảo từng cái điều nhỏ nhất khi mà bạn bước vào kinh doanh, cho đến những cái gặp trong khó khăn chị cũng có thể trang trải, chị cũng có thể tâm sự, chứ không chỉ riêng về một cái kinh doanh. Chị là người rất là tình cảm nữa, cho nên là các bạn hãy đến với hệ thống Hương CEO. Sau 2 ngày học tập, bạn sẽ nắm được nhiều chìa khóa thiết thực nhất từ Hương CEO về cách chốt sale. Phương châm của tôi đó là chất lượng và khẳng định thương hiệu, nên đối với tôi cái tâm kinh doanh vẫn luôn luôn đặt lên hàng đầu, và tôi sẽ còn làm nhiều hơn thế nữa để mang đến chất lượng và sức khỏe cho người dùng Việt Nam. Nhanh tay đăng ký tại Zalo 0901444999. Học phí 3 triệu đồng, nay giảm còn 2 triệu đồng cho 10 học viên đăng ký sớm nhất. Chỉ có thực chiến mới tạo ra kinh nghiệm thực tiễn. Hương CEO luôn hiểu khát khao của bạn và cùng bạn đồng hành.